Video này sẽ nói về quay phim bằng điện thoại. Hi, xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Trong video này, Cọp Đây sẽ nói về chuyện quay phim bằng điện thoại khi đi du lịch. Làm thế nào để lưu giữ được những cái khoảnh khắc trong chuyến đi. Và trong video này mình sẽ chia sẻ một số cách mà mình thường xuyên làm trong những cái chuyến đi du lịch của mình. Nội dung mà cần những cái video kiểu ngắn ngắn, chia sẻ ngay lập tức trên mạng xã hội á, thì quay phim bằng điện thoại luôn là một cái rất là linh động và rất là hiệu quả luôn. Điều đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó chính là nhiều cú máy. Bởi vì cái động tác như thế này này, ngang tầm mắt là cái động tác mà chúng ta cảm giác thoải mái nhất. Nhưng vô tình cứ giữ cái động tác như thế này á, cái khung hình của chúng ta nó giống như là chỉ là ngang tầm mắt thôi. Như vậy một cái video mà chỉ có một cái khung hình như vậy thì nó rất là chán. Nên chúng ta phải thay đổi bằng cách là hạ cái camera và gimbal xuống thấp để có cái nhìn từ dưới lên trên. Hoặc là chúng ta đưa camera lên cao để có cái góc nhìn từ trên cao xuống thấp. Thay đổi nhiều cái góc nhìn khác nhau á, nó sẽ làm cho video sinh động hơn. Thì với cái DJI OM6 này á, chúng ta có thể kéo dài ra này, nó giống như là một cái tripod á, thì mình có thể lợi dụng như cái này á, mình quay những cái cú từ trên cao quay xuống cũng là một cái cách khá là hay. Điều tiếp theo là một thứ rất là quan trọng luôn, đó chính là nhiều khung hình, hay còn gọi là toàn trung cận. Toàn trung cận là một cái cụm từ khá là quan trọng và nhiều người nhắc đi nhắc lại về cái toàn trung cận này. Thì chắc chắn quay phim bằng điện thoại nó cũng y chang như vậy thôi. Khi chúng ta có được nhiều cái khung hình dựng trên hậu kỳ á, nó sẽ hoàn toàn lợi thế và cái video chắc chắn nó sẽ sinh động hơn rất nhiều. Rồi, cái chia sẻ tiếp theo của mình đó chính là ứng dụng vô khung hình dọc, đó chính là cái mask cut. Có nghĩa là mình sẽ cắt những cái shot mà cái chủ thể nó chung một hoạt động, chung một khung hình, nó chỉ có cái không gian nó thay đổi thôi. Như vậy mình sẽ kết nối những cái shot này lại với nhau á, nó sẽ tạo ra một cái gì đó nó khá là đặc biệt. Còn cụ thể cách làm của mình á, thì là chủ thể sẽ đi song song với camera và mình sẽ quay đâu đó có khoảng 4 hoặc 5 shot gì đó, mình về mình sẽ ghép nối lại với nhau. Quay gì thì quay nhưng mà chắc chắn phải đủ suộc để edit nữa đúng không? Nếu như chúng ta chỉ quay một vài shot kiểu như tượng trưng thôi á, thì khi về dựng video đôi khi nó thiếu suộc thì mình sẽ cảm giác nó kiểu nó hụt hẫng nè,
và cái video của mình nó cũng không có được trọn vẹn nữa. Quay gì thì quay, nhưng mà phải đảm bảo cái chuyện mà mình đủ chuột, mình đủ những cái cảnh ở một cái địa điểm đó để về còn dựng video. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách quay phim bằng gimbal điện thoại và ứng dụng vô chuyện đi du lịch như thế nào. Và hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho tất cả các bạn trong chuyện mà các bạn sẽ đi du lịch. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video nói về chủ đề về quay phim bằng điện thoại, chủ đề về du lịch như vậy nhé. À, mình đang đứng một địa điểm mình khá là thích, đó là trong khu rừng ở miền Trung Đài Loan. Ở chỗ này mình không biết tên gọi chính xác là gì, nhưng mà mình đi theo cái cụm từ là làng yêu quái ở Tài Trung. Thì cái khu rừng này nó sát bên cái làng yêu quái. Thực ra làng yêu quái chỉ là một cái khu nhỏ, người ta bán đồ lưu niệm, quán ăn mà cũng khá là dễ thương theo phong cách Nhật Bản. Và mình cũng khá thích nơi này. Như các bạn biết đó, mình rất thích kiểu cây cối thiên nhiên này. Chỗ này thì vắng vẻ, không khí trong lành, mà mình có quay những cái vlog hoặc là quay phim chụp hình gì á, nó cũng vắng người, cũng dễ dàng hơn. Rồi, nói sơ sơ vậy thôi. Hẹn gặp lại nhé. Bye.